Thì khi mà tôi làm chọn tường này rồi thì bây giờ các bạn vào, ví dụ như là chọn đây, các bạn có thể chọn là từ tầng gì, tầng móng cho đến tầng gì, tầng 1. Ok, thì các bạn sẽ về tầng móng đây. Này, các bạn thấy tầng móng đây đúng không? Thì các bạn chọn đây, các bạn Create Similar này. Các bạn phải vẽ chọn này, Create Similar. Thì trên đây là nó sẽ có phần là các bạn chọn vẽ theo chiều cao, có nghĩa là vẽ từ tầng móng này cho đến gì? Đến tầng 1. Đúng không? Đến tầng mấy? Tôi chọn đến tầng 1 chẳng hạn. Thì ở đây đang cao là 1 mét rưỡi. Tôi vẽ là wall center là chính giữa tường. Thì ở đây tường nó sẽ có căn. Căn có nghĩa là một cái tường như này. Thì vẽ chính giữa tường này, vẽ cạnh tường này, hay cạnh tường này. Thì nó sẽ có là wall center, core center, finish face, exterior. Cái này tôi sẽ nói kỹ sau. Chọn đây. Còn trên thì sẽ là vẽ liên tục. Còn đây là offset ra ngoài. Ví dụ như các bạn vẽ từ trái qua phải. Bạn thấy nhảy không? Từ trái qua phải. Như này. Đó, thì các bạn kích đây, các bạn vẽ tiếp nhé, thì nó được như vậy, nó vẽ liên tục đúng không, nó không ra can cho z lại để chúng ta backup lại, chúng ta quay lại. Còn nếu chúng ta gọi trên là chúng ta vẽ từ đây đến đây này, vẽ theo kiểu như này này, là nó dừng này, là vẽ như này là tôi không vẽ qua cột, là cách vẽ giống như kiểu là như kiểu vẽ dầm ấy, dầm mấy sàn ấy, là tôi không vẽ, tôi vẽ có nghĩa là phát nào được phát đấy luôn ấy, đúng. Đấy, thì đây nó như thế này này, nó lợi thế của nó là như thế này này. Đúng rồi, thì chỗ này thì mình chỉ cần top offset là trừ xuống 200. Đúng không? Trừ xuống 150. Này, bạn thấy không? Thì là như thế này đúng không? Thì sau này mình tính được cái khối tường xây này, cái khối xây này. Đúng không? Cái khối xây này. Đấy. Ừ, được nha. Thì cái khối xây này, mình chọn này. Ừ. Thì đây là cái dim. Còn bình thường ấy, ngày xưa ấy, là nếu mà các bạn chọn này thì các cái phần chiều dài thể tích này, cái này ấy, nó sẽ để là các bạn là không, hiểu không, thì nó là sai. Nhưng mà bây giờ nó phiên bản này mới thì nó sẽ để là gì, có nghĩa là nó giá trị nhiều, nhiều giá trị, chứ ngày xưa nó để là không, nó không đúng, hiểu không, nó không thay đổi đấy. Thì những cái này, còn những cái này thì các bạn sẽ thấy này, đây là vẽ như này. Còn ví dụ như chúng ta muốn vẽ nhanh hơn thì chúng ta lại mất công join đúng không, cái gì nó cũng có mặt lợi mặt hại thôi. Nhưng bây giờ chúng ta muốn vẽ chọn đây, sẽ mà tôi vẽ liên tục thì tích vào trên này. Các bạn vẽ liên tục là các bạn vẽ làm sao? Vẽ xuyên qua cả cái dầm này đúng không? Đã xuyên qua cả cái cột này. Đây, đến cột này. Đến cột này. Đúng không? Đây này. Ừ. Các bạn vẽ thì nhanh nhưng mà thợ xây nó cũng nhanh lắm. Cũng xây chỉ mất ngày hai ở chỗ này 2 ngày nhỉ. Yeah. Đây. Không đến đây thì mọi người sẽ thấy đây đúng không, thì mọi người có thể chọn vào tường này. Thì để mà chọn đúng cái cấu kiện là WF này, các bạn này chọn chuột phải này, select all instance visible in view. Visible in view là chọn tất cả các tường có tên như vậy ở trong cái view nhìn này đấy nha. Và tôi chọn ở đây nó sẽ là bao nhiêu, top offset xuống tầng 1 đây rồi, top offset đây trừ bao nhiêu, 150. Ok, thì nó đều xuống 150 nha. Nhưng vấn đề là cái tường này nó đi qua nó bị làm sao, chúng ta phải join nó lại đấy, nó bị trùng vào đây này đúng không, thì chúng ta phải join. Join thì chúng ta sẽ lại phải về tầng móng này. Đây, ví dụ như chỗ này nó đi qua TL thì lại này, nó đi qua như này này, chúng ta lại phải join. Join chúng ta phải vào vào đây multi join hoặc là join geometry, chọn vào đây. Hoặc là các bạn chọn multi join là các bạn chọn vào multi join này, chọn multi join các bạn chọn vào tường này và các bạn quét qua toàn bộ cái phần cột qua cái phần tường ấy như thế này là xong, là join. Ok, thì bạn sẽ thấy nó join được là như này này. Này đúng không, còn liên quan đến việc cái tường này nó join này rồi, nhưng mà vấn đề cái tường này nó lại còn liên quan đến cả thằng này nữa cơ này, như thế này là join đúng không. Còn ví dụ cả cái tường này nữa, chúng ta cũng phải lại phải join, join tiếp vào đây. Này join. Đây này, rồi chọn này, chọn là cột này, đấy nó phải join như này. Ừ. Thì khi này các bạn sẽ thấy đây, cột ở giữa này nó được join như này. Bạn thấy không? Ở đâu? Đây là tường vẽ từng đoạn với chứ nhỉ? Đây cái tường này, tường một vẽ thẳng này nó join như này. Nha.
Còn cái vét tường này của chúng ta đây là sao? Đây vẽ từng đoạn này là mình đã join nhà thì mình phải ngắt ra đây. Thì ngắt ra đây khi mà chúng ta vẽ sát nhà ấy thì nó tự động nó sẽ liền lại với nhau. Là đấy không? Hai cái tường này nếu mà nó sát nhau quá nó sẽ tự động liền lại với nhau. Ví dụ mình vẽ nhà ấy. Nhà này, mà mình cho nó sát nhau quá nhỉ. Nó tự động liền với nhau. Hiểu không? Và mình muốn cắt nó ra thì đây nó phải modify, nó có lệnh là split SL là cắt nó ra làm hai đoạn. Nhưng mà để làm sao mà đứng cạnh nhau nó không join với nhau ấy thì chọn ở đây thì các bạn nhìn thấy có một cái điểm chấm ở đây đúng không? Điểm chấm ở đây này. Các bạn chuột phải ở đây này. Thì các bạn chọn tôi đây là Did allow join. Did allow join thì nó sẽ không join lại với nhau nữa. Đến đây thôi, dừng ở đây vì nó có ký hiệu như này này. Các bạn sẽ thấy chọn này, nó có Did allow join. Thì khi bạn vẽ này các bạn sẽ thấy nó có ký hiệu như này này. Còn các bạn tích vào đây là nó sẽ tự động join lại với nhau thành một cái tường này. Đấy, hiểu không? Thì như thế vẽ như thế thì nó mới chính xác nhỉ. Ừ. Đấy, các bạn thấy không? Các bạn hiểu vấn đề không nhỉ? Đấy. Thì ví dụ như là đối với tường này chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể vẽ như này, vẽ như sau. Là khi chúng ta vẽ, là chúng ta chọn này, set, là chúng ta vẽ, chúng ta chọn ngay từ đầu này, nó là allow hay disallow join này. Tôi chọn ngay từ đầu là allow này, ví dụ như chọn từ đây đến đây là nó chỉ vẽ ngắt một đoạn riêng biệt từ đây đến đây thôi, fix cứng luôn từ đây đến đây. Đấy nha. Đây, ví dụ như cái tường này này, tôi xóa đi, chọn này từ đây đến đây. Thì thường các bạn sẽ phải hiểu là với mô hình là gì, ví dụ như với mô hình mà kiến trúc mà đã chốt đấy mà các bạn vẽ kết cấu ấy thì mà nó ít thay đổi ấy thì các bạn đến hồ sơ thi công ấy thì các bạn vẽ như này thì sau này các bạn làm shop rồi làm các cái phần khối lượng ở ngoài công trường ấy thì các bạn vẽ như này sẽ rất ổn. Nhưng trong giai đoạn thiết kế ấy, thì các bạn chỉ lại vẽ là vẽ thẳng luôn cho tôi. Thấy chưa? Vì khi nó có thay đổi thì sao? Sửa nó nhanh hơn. Mọi người hiểu ý tôi không nhỉ? Chọn này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là cái tường là tường VKE 220 nữa, chọn này sẽ ví dụ như cái tường này thì các bạn có thể vẽ là wall center là chính giữa tường được. Ví dụ các bạn vẽ đây. Wall center là các bạn vẽ chính giữa tường đúng không? Này, bạn vẽ như này. Các bạn tích vào trên là gì? Vẽ liên tục đây. Ok. Ok. Mọi người thấy đây không? Nhưng mà vấn đề đấy, mọi người vẽ như này mọi người sẽ thấy nó không join lại với nhau. Đúng không? Nó không join, ví dụ chọn đây, tôi thể chọn SA này. Này, các bạn có thể giữ shift cái quả này, các bạn để delete đi này. Chọn đây, CS vẽ lại này, các bạn để chọn lệnh rectangle này. Và các bạn tích vào đây cho tôi là allow nhé. Vừa lúc mình chọn là delete allow mà. Chọn vào allow. Thì bây giờ chọn đây. Từ đây là này. Ví dụ như này, đây là tường ngoại thất, các bạn nhìn 3D. Các bạn thấy cái tường này không? Đúng không? Thì cái tường này nó đang bị làm sao? Vượt qua dầm đúng không? Thì các bạn có thể chọn đây là SA này, bây giờ chọn SA này. Và bây giờ nó tốt bao nhiêu? Trừ xuống 350 400 nữa nhỉ. Đây. Bạn thấy không? Đó, bây giờ chọn đây này, 22 này, bây giờ chọn tường này. Các bạn có thể chọn filter được, chọn này đúng không? Nó can chôn C này. Paste align lên trên tầng gì? Tầng 2 này và tầng 3 này. Ok. Thấy đấy không?